Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình để góp nhận một token có ký hiệu là MomoK. Hiện tại một token MomoK này với giá là 22 đô cho một token các bạn. Đã list rất là sàn nhiều giao dịch luôn các bạn. Thì phần đây có list sàn nào các bạn? List sàn PancakeSwap và Dodo các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả thứ nhất mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn Binance các bạn và hoàn thành KYC các bạn. Sau khi hoàn thành KYC xong thì các bạn cần phải có một cái tài khoản trên trang CoinMarketCap nha các bạn. Sau khi có tài khoản trên trang CoinMarketCap xong thì các bạn bấm vào link bằng link mô tả thứ hai của mình, các bạn bấm vào mục khởi đầu nè. Các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè. Các bạn lướt cấp trang các bạn, chọn tạo thiền. Rồi bạn bấm xác nhận các bạn. Chọn tất cả tạo thiền. Đây nè. Đây nè. Rồi các bạn bấm tiếp nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào tôi đồng khoảng rồi bấm đúng các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn đã đăng ký trên trang CoinMarketCap các bạn. Rồi bấm tiếp nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ UID Binance các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ sàn Binance của tất cả các bạn ra nè. Các bạn đăng ký và KYC nha tất cả các bạn. Các bạn nhập ảnh avatar của mình nè, các bạn copy UID của mình nè. Rồi các bạn backup lên nè. Các bạn dán vô đây nè các bạn. Rồi bấm tiếp nè. Thì đáp án con đẩy phần link mô tả đó, tổng nguồn cung của token MoBot triệu nè. Đáp án 2 thì có số 3 nè. Game fee nè. Đáp án thì cô đẩy phần link mô tả cho tất cả các bạn các bạn. Rồi chạy trên tảng BNB Smart Chain nè. MomoS nè. Rồi các bạn dùng địa chỉ với BNB Smart Chain trên dưới chocolate của mình nha các bạn. Các bạn gửi cho bot nè. Đây cho nó nè. Rồi các bạn dán vào đây, rồi bấm mục gỡ đi nè. Rồi bấm nhấp vào tôi không phải là người máy một lần nữa nghe các bạn. Rồi bấm submit form nè. Cho kỹ tá. Rồi các bạn bấm nút submit form thì nó gỡ một thank you là xong nghe các bạn. Vì cái máy của mình nó bị lỗi nên mình không thể nào submit form cho các bạn được, mình dùng cái máy kia các bạn. Ok, vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo thôi mình nhé.